Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cái phương pháp để mà chúng ta có thể đưa ra được cái số lệ phức tạp. Và cái phương pháp đầu tiên là chúng ta dùng dùng từ why hoặc là whereas. Mình dùng từ complex là phức tạp, không phải là bởi vì nó phức tạp, đơn giản là bởi vì nó có nhiều hơn một, cho nên mình gọi nó là phức tạp mà thôi. Cho nên là các bạn đừng có nhìn vào cái câu là complex data mà tưởng là nó khó nha. Vậy bởi vì chúng ta cần phải đưa ra số lệ phức tạp. Vì trong một cái bài viết thì luôn luôn là chúng ta cần phải so sánh và đưa ra nhiều hơn một số liệu. Vì vậy là một câu đơn là không bao giờ là đủ cả. Chúng ta cần phải có những cái câu ghép như là why hoặc là whereas. Tiếp theo đó là trong biểu đồ cột thì chúng ta luôn luôn có những cái điểm mà số liệu mà nó tương phản với nhau. Nếu mà trong biểu đồ dây thì các bạn nhìn thấy rõ ràng sự tương phản là một cái tăng và một cái giảm. Thì các bạn nhìn thấy rõ luôn là tương phản. Vậy thì trong biểu đồ cột thì thế nào gọi là tương phản thì chúng ta hãy tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Ok, và tiếp theo đó là các bạn nên học while và whereas bởi vì đây là cái cấu trúc mà khá là đơn giản và thậm chí là đơn giản nhất trong các cái cách để mà các bạn đưa ra các số liệu phức tạp trong cái bài writing task 1 về biểu đồ cột. Ok, chúng ta cùng tìm hiểu nào. Để mà có thể dùng được từ while và whereas, điều đầu tiên là các bạn nên phải tìm nhìn vào biểu đồ cột và tìm ra cho mình hai cái xu hướng tương phản với nhau. Nhưng mà thế nào gọi là xu tương phản? Như mình vừa nói đó, thì biểu đồ dây thì một cái tăng một cái giảm gọi là tương phản. Thế thì biểu đồ cột thế nào gọi là tương phản? Mình đưa ra hai cái chú ý khi các bạn nhìn vào biểu đồ thì thế này gọi là tương phản. Ví dụ một cái cao nhất, những cái cao lung tung chẳng hạn, và một cái cao bét. Vậy thì cái cao nhất này và cái cao thứ bét này sẽ gọi là tương phản. Ok. Cái điểm thứ hai mà các bạn có thể coi là tương phản đó là những cái sự khác biệt. Ví dụ như là trong một biểu đồ chúng ta có hai cái cột mà nó hơi na ná giống nhau, trong khi đó thì lại có hai cái cột nó như thế này. Thì cái khoảng cách sự khác biệt này sẽ được coi là tương phản. Ok, các bạn hiểu chưa? Về cái hiểu khoảng cách này thì các bạn có thể dùng từ marginal. Marginal. Và cái sự khoảng cách mà khác biệt thế này thì các bạn có thể tức là đáng kể như thế này, các bạn có thể dùng từ substantial hoặc là considerable cũng được. Considerable. Ok, vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu một số cái trường hợp thực tế mà các bạn sẽ gặp trong cái bài Writing Task 1 và cụ thể đó là trường hợp cao nhất và thấp nhất. Mình có hai câu đó là chi tiêu cho Canada là cao nhất với 20% và chi tiêu vào người Nhật thì chi tiêu ít nhất vào phương tiện giao thông với chỉ có 10% mà thôi. Ok, các bạn nhìn vào trong cái biểu đồ tương như sau. Các bạn nhìn vào cái mục Transportation thì chúng ta có thấy Canada này là cao nhất, trong khi đó thì Nhật Bản lại là thấp nhất. Vì vậy chúng ta sẽ dùng từ whereas hoặc là từ while để mà kết nối giữa hai cái số liệu của Canada và Japan này lại là một. Tuy nhiên chúng ta thấy đó là chúng ta có cái sự lặp từ đó là transportation, cho nên cái vế thứ hai chúng ta không cần phải lặp lại nữa. Mình sẽ viết như sau: The expenditure on transportation of Canada was the highest with 20%, whereas the Japanese spent the least on this only 10%. Thì các bạn thấy đó là cách đưa số liệu của mình là các số liệu bổ sung, và cái số liệu đầu tiên mình dùng với từ with và số liệu thứ hai mình dùng một cái dấu ngoặc như thế này để mà có cái sự đa dạng, tránh nhàm chán trong cái quá trình đưa ra số liệu. Và mình vừa so sánh giữa hai cái yếu tố đó là cao nhất, thấp nhất và là cao nhất trong một cái biểu đồ cột. Ok, như vậy là trong ok vậy thì mình sẽ chú ý một cái điều nhỏ nhỏ nữa ở phần cuối video cho các bạn. Tiếp theo đó là cái sự khác biệt, difference and similarity. Ví dụ như là cũng là cái biểu đồ vừa rồi. Cũng là cái biểu đồ vừa rồi các bạn nhìn thấy. Thì các bạn thấy cái đường màu xanh này và đường màu xám thì nó khá là na ná giống nhau. Tuy nhiên là nếu mà các bạn nhìn vào cái đường màu cam và đường màu vàng ở đây thì nó lại khác biệt nhau rất là nhiều. Như vậy là mình sẽ nhóm cái đường màu xanh và đường màu xám này vào là một. Và cái đường màu cam này mình sẽ nhóm vào là một cái để mà đưa ra số liệu và so sánh. Khác biệt đó là các cái đường số 1 này, cầu số 1 này thì nó chênh nhau khá là ít. Tuy nhiên cái đường số 2, các cái cột số 2 thì nó cái sự khoảng cách nó khá là tương đối khá là cao.
Ok, vậy thì mình sẽ viết ra hai cái câu đơn như các bạn nhìn thấy ở đây. The brief difference in expenditures on transportation between Canada and Japan was significant. Và câu số 2, mình dùng từ marginal, significant là đáng kể. Và marginal là không đáng kể. Có nghĩa là sự khác biệt trong tiêu thụ, trong chi tiêu và phương tiện giao thông giữa Canada và Nhật Bản là đáng kể. Trong khi đó thì giữa Mỹ và UK là không đáng kể. Mình sẽ ghép vào với trong một câu why hoặc whereas như sau. Ok, vậy thì mình sẽ đưa ra một câu đó là the difference in expenditures on transportation between Canada and Japan was significant, whereas that difference that between US and UK was marginal. That ở đây sẽ thay thế cho cả cái cụm dài ngoằng ở phía trước. Ok. Ok, các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Cái từ that này đã thay thế cho cả cái cụm dài ngoằng ở đây. Mình sẽ ngoặc cả cái cụm dài ngoằng này vào. Đó, thì nó sẽ thay thế bằng cái từ that. Ok, vậy thì đó là cách viết. Đó là các bạn chú ý trong cái bài. Vậy thì trong một cái bài mà các bạn muốn vẽ biểu đồ mà có bốn cột chẳng hạn, thì chúng ta không bao giờ miêu tả từ trái sang phải, đó là đường màu xanh bao nhiêu cái, đường màu vàng bao nhiêu cái, mà chúng ta nhóm nó lại. Ví dụ như là cái sự khác biệt giữa đường màu xanh và đường màu vàng là đáng kể, trong khi đó sự khác biệt giữa đường màu xanh và đường màu xám là không đáng kể chẳng hạn. Vậy thì đó cũng là một cái cách để các bạn miêu tả biểu đồ cột. Chúng ta nhìn vào cái thấp nhất hoặc là cái cao nhất, hoặc là chúng ta nhìn vào cái sự khác biệt rõ ràng hoặc là không đáng kể giữa các biểu đồ như mình vừa phân tích ở cái cột transportation vừa rồi. Chúng ta hãy thử làm một số bài tập đi. Chúng ta có một cái bài tập như sau. Mình có một câu thì cái ví dụ này nó hơi khó hơn một tiệm, cho nên là các bạn hãy thử chú ý các bạn sẽ biết như thế nào. Mình có một câu đó là so sánh giữa flat and terrace house, giữa cái quan điểm về flat và terrace house giữa người London và người Cambridge. Nó hơi dài dòng một chút. Flat, chỗ đây London là đường màu xanh và Cambridge là đường màu xanh lá cây. Các bạn nhìn có thể thấy đó là giữa người London và đường Cambridge trong cái flat thì nó khá là đáng kể, khá là to. Tuy nhiên là đối với trong cái trường hợp đó là terrace house thì cái sự khác biệt của họ lại không đáng kể. Đây, terrace house thì cái sự khác biệt là không đáng kể, thậm chí là gần như bằng nhau luôn. Đó, vậy thì các bạn ghép hai cái cụm flat and terrace house so sánh giữa London và Cambridge vào là một câu và kết nối dùng từ whereas. Đây, mình đã viết hai câu cho ra mọi người rồi. Mọi người chỉ cần chuyển hai cái câu này vào từ why mà thôi. Đấy, các bạn ghép nó vào cái từ why như thế nào. Why hoặc là whereas đều được nhá. Whereas. Như vậy mình tổng hợp lại những cái kiến thức mà các bạn đã học được trong bài ngày hôm nay. Thì tóm lại là các bạn đã học được cái từ why và từ whereas. Why và whereas. Nhưng mà cái why và whereas này là dùng để miêu tả những cái xu hướng tương phản. Và thế nào gọi là tương phản? Các bạn có thể coi một đồng chí cao nhất và một đồng chí thấp nhất là tương phản. Hoặc là cái sự khác biệt là nó khác nhau. Chẳng hạn. Đó, thì các bạn có thể có hai trường hợp như thế này, highest và lowest. Và sau đó thì cái sự difference ở đây là considerable và difference ở đây đó là marginal chẳng hạn. Đó, cái đây thì là highest, cái này thì là lowest. Đó, vậy thì đó là cách để mà các bạn dùng từ why và whereas trong các bài biểu đồ cột. Và đây là hai cái xu hướng mà các bạn có thể ghép vào why và whereas. Và mình khẳng định là trong bất cứ cái biểu đồ cột nào đều có những cái yếu tố này. Đúng không? Đều có yếu tố cao nhất và thấp nhất. Đôi khi là không có cái yếu tố mà sự khác biệt nó rõ ràng hoặc là không rõ ràng. Tuy nhiên là chắc chắn các bạn đều có thể dùng từ why và whereas trong cái bài writing của mình. Vậy thì mình hy vọng là các bạn thử áp dụng cái hai cái cụm từ này trong cái bài writing và làm bài tập trong cái phần comment, và mình sẽ bình luận các cái comment của các bạn để chắc chắn là các bạn đã hiểu cái nội dung bài ngày hôm nay trong cái bài tập vừa rồi.